mua sầu riêng mà cũng đáng đo mọi người, 150. Nói chung mình sầu riêng bên đây là Thái nha các bạn, riêng 6 cũng có, đồng giá 150. So với thời điểm trước đó thì nó mắc hơn quý vị. Hiện tại thì tình hình sầu riêng đang rất căng, nhà vườn thì nhiều người cũng gọi nó là bỗng chốc cho nên đại gia, bởi vì sầu riêng quá chuộng, xuất khẩu đóng đi Trung Quốc quá nhiều luôn, giá rất ok. Bên đây là Thái nha các bạn. Thưởng thức hàng Thái thôi, 592 Trường Chinh.